Avezac. Hàng nghìn bài giảng miễn phí liên tục cập nhật và đổi mới. Vào thư viện app, tải ngay Avezac. Chào các em. Như vậy là ở trong những bài học trước thì chúng ta đã được học về các chuyển động thẳng rồi đúng không? Ở bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục được học về một loại chuyển động rất hay gặp trong đời sống. Đó là chuyển động gì? Mời các em xem ví dụ sau đây. Ở đây thì cô có chuyển động của một cái cánh quạt và chuyển động của một kim dây đồng hồ. Câu hỏi đặt ra của chúng ta đó là chuyển động của một điểm trên đầu cánh quạt và điểm đầu kim dây thì có điểm gì giống và khác nhau? Ở đây chúng ta sẽ xem xét về điểm khác nhau trước nhé. Ta sẽ thấy là cái điểm đầu cánh quạt thì thế nào nhỉ? Do cánh quạt chuyển động tròn và luôn luôn chuyển động, cho nên cái điểm đầu đó sẽ chuyển động liên tục, không ngừng lại một chút nào cả. Chuyển động đều liên tục như vậy đúng không? Còn cái điểm đầu kim dây thì sao nhỉ? Điểm đầu kim dây thì các bạn thấy này, nó sẽ dừng lại một chút rồi mới nhảy sang cái dây tiếp theo đúng không? Đó là về điểm khác nhau. Đương nhiên là cũng có một số loại đồng hồ thì kim dây được thiết kế để chuyển động đều như cánh quạt. Nhưng ở trong trường hợp này thì kim dây có sự khác với cánh quạt là như vậy đấy. Còn điểm giống nhau thì sao nhỉ? Điểm giống nhau thì sao? Chúng ta lại nhắc lại một chút về cái định nghĩa quỹ đạo chuyển động của vật. Quỹ đạo chuyển động của vật là gì nhỉ? Chúng ta đã được học ở các bài trước rồi đúng không? Là gì? Là cái đường biểu diễn tất cả các vị trí của vật theo thời gian, đúng không nào? Vậy thì ở đây chúng ta sẽ thấy cái điểm đầu cánh quạt đây kìa. Nếu mà chúng ta vẽ cái đường biểu diễn vị trí đó thì chúng ta sẽ được là gì nhỉ? Sẽ được là một cái vòng tròn, đúng không? Là một vòng tròn, là một cái đường tròn. Và tương tự như vậy, chúng ta nếu mà vẽ tất cả các vị trí của kim dây theo thời gian, ví dụ trong một phút chẳng hạn, thì chúng ta sẽ thấy là vị trí của kim dây này sẽ là các cái vạch này và cũng sẽ là một đường tròn. Và người ta gọi các chuyển động như chuyển động của đầu cánh quạt và chuyển động của cái kim dây này là một chuyển động tròn. Vậy thì chuyển động tròn là gì? Chuyển động tròn đều như cánh quạt là gì? Chúng ta sẽ đến với bài ngày hôm nay. Đó là bài số 5, chuyển động tròn đều. Bài số 5, chuyển động tròn đều. Và trước tiên thì chúng ta sẽ đến với phần định nghĩa của chuyển động tròn. Ở đây thì các bạn có thể thấy là ngay từ cái tên của nó đã nói ra cái đặc điểm của chuyển động rồi, đúng không? Cái từ chuyển động thì không cần gì phải xét nữa đúng không? Còn cái từ tròn thì tròn có nghĩa là gì nhỉ? Như hôm trước cô nói là chuyển động thẳng đều chẳng hạn, thì cái từ thẳng cho chúng ta biết là đó là có quỹ đạo là đường thẳng. Vậy thì từ tròn cho chúng ta biết là gì nhỉ? Quỹ đạo của chuyển động đó phải là một đường tròn, phải là một đường tròn đó. Cho nên là nếu mà nói về định nghĩa, chúng ta sẽ thấy là chuyển động mà có quỹ đạo là đường tròn thì là chuyển động tròn, đúng không? Và đây các bạn chú ý một điều, đó là nếu quỹ đạo đó đã là đường tròn rồi, vậy thì quãng đường đi được của cái chuyển động đó sẽ là cái độ dài cung tròn, độ dài cung tròn mà chuyển động mà cái vật đó đi được, đúng không? Và ở đây thì cô có một số ví dụ để cho các bạn có thể thấy được. Đó là gì nhỉ? Là cái vòng quay xích đu như thế này. Các bạn có thể gặp ở rất nhiều khu vui chơi, ví dụ như là ở Sun World chẳng hạn, đúng không? Vòng quay mặt trời. Hoặc là ở công viên nước Hồ Tây, vòng quay mặt trời xuất hiện ở rất nhiều nơi. Và một chuyển động nữa cũng là chuyển động tròn mà chắc hẳn các bạn cũng sẽ gặp rất nhiều. Đó là chuyển động của những điểm, những cái ví dụ chuyển động của van xe đạp chẳng hạn. Thì chúng ta nếu chúng ta lái xe, ta sẽ thấy là chiếc van xe đạp này chuyển động theo một vòng tròn như thế này. Theo một vòng tròn như thế này. Vậy thì khi nghiên cứu về chuyển động thẳng đều này, hoặc là chuyển động thẳng biến đổi đều, thì chúng ta đều biết được vận tốc của vật đó có thể được tính bằng công thức nào. Trong chuyển động tròn, liệu vận tốc của vật có được tính bằng các công thức như chuyển động thẳng hay không? Thì chúng ta sẽ đến với phần 2 nhỏ. Đó là tốc độ trung bình trong chuyển động tròn. Ở đây các bạn có thể thấy là trong chuyển động thẳng thì tốc độ trung bình bằng gì nhỉ? Tốc độ trung bình thì sẽ bằng quãng đường mà vật đi được trên thời gian mà vật chuyển động. Tương ứng như vậy, trong chuyển động tròn thì chúng ta cũng có thể tính được
độ dài trung bình, đó là bằng độ dài cung tròn đi được, đúng không? Bởi vì cái quãng đường mà chúng ta đi được chính là độ dài cung tròn. Cho nên là tốc độ trung bình sẽ bằng độ dài cung tròn đi được chia cho thời gian chuyển động. Bạn chú ý ghi cái khái niệm, ghi cái ý này vào trong vở nhé. Và nếu chúng ta đã biết được tốc độ trung bình trong chuyển động tròn như vậy rồi, vậy thì chuyển động tròn mà có tốc độ trung bình luôn không đổi theo thời gian sẽ là chuyển động gì? Chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo, đó là chuyển động tròn đều. Ở trong đây thì cô đã có cái gợi ý cho các bạn, đó là tốc độ trung bình không đổi rồi, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ phân tích cái tên này này, cái tên về chuyển động tròn đều này. Các bạn thấy là ví dụ như chuyển động thẳng đều thì cô cũng phân tích từng ý một, đúng không? Vậy thì ở đây chúng ta sẽ xem này, chuyển động tròn này, cái từ tròn này sẽ cho chúng ta biết là quỹ đạo của chuyển động đó phải là một đường tròn. Còn cái từ đều là gì? Từ đều là gì? Từ đều ám chỉ là tốc độ trung bình của nó thì sẽ như nhau trên mọi cung tròn. Đó, cũng giống như là tốc độ của nó phải là đều, đúng không? Nó không phải là lúc nhanh lúc chậm, mà tốc độ của nó luôn luôn đều như vậy và nó bằng nhau trên mọi cung tròn. Ở đây thì cô có một số ví dụ, một ví dụ về chuyển động tròn đều như sau. Các bạn có thể thấy là trong khi mà chúng ta nhìn vào cái đồng hồ ấy, chúng ta sẽ thấy là cái kim giờ và kim phút trong đồng hồ sẽ là một chuyển động tròn đều, đúng không? Cứ ví dụ như ở đây cô sẽ xét về kim phút chẳng hạn nhé. Kim phút thì sau mỗi phút nó sẽ đi được quãng, thì sẽ đi được một cung tròn bằng bao nhiêu nhỉ? Một cung tròn bằng một phút ở đây này. Đó. Còn kim giờ thì sao? Cứ mỗi giờ thì nó đi được một cung tròn dài bằng khoảng này, dài bằng khoảng từ 1 đến 2 chẳng hạn, đúng không? Đó. Vì thế chúng ta có thể thấy là kim phút và kim giờ là một chuyển động tròn. Ở trong đây thì chúng ta vừa nhắc đến cái khái niệm trung bình của chuyển động tròn đều. Nhưng trong chuyển động tròn thì chúng ta còn phải quan tâm tới hai cái khái niệm, đó là tốc độ dài và tốc độ góc. Vậy thì tốc độ dài và tốc độ góc là gì? Chúng ta sẽ cùng đến với phần 2 la mã, đó là tốc độ dài và tốc độ góc. Trước tiên thì chúng ta sẽ nghiên cứu về tốc độ dài của chuyển động tròn đều. Ở trong đây thì cô xét một vật chuyển động từ điểm M đến điểm M vạch, đến điểm M vạch. Và cái độ dài cung tròn vật đi được đó là độ dài cung tròn MM phải. Độ dài cung tròn đấy bằng delta S luôn. Và chúng ta sẽ xét trong một khoảng thời gian rất là ngắn, ngắn đến nỗi mà độ dài cung tròn MM phải, cái cung tròn MM phải này chúng ta có thể coi là một đoạn thẳng, coi là một đoạn thẳng được, ngắn đến mức như vậy. Nếu mà độ dài cung tròn ngắn đến mức như vậy thì chúng ta có thể tính được tốc độ dài. Tốc độ dài bằng gì nhỉ? Cũng giống như ở trong chuyển động thẳng, đúng không? Nếu mà lúc này độ dài cung tròn coi như là đoạn thẳng rồi, vậy thì tốc độ chúng ta sẽ tính bằng độ dài cái đoạn thẳng đó chia cho cái thời gian chuyển động, đúng không? Vậy thì ở trong chuyển động tròn cũng như vậy, chúng ta sẽ tính được cái tốc độ dài bằng delta S trên delta T. Bạn chú ý ở đây, cái tốc độ dài này phải là xét trong khoảng thời gian delta T cực ngắn, ngắn đến mức mà có thể coi như cái quãng đường delta S này, cái quãng đường M1 phải kia kìa, nó là một đường thẳng các bạn nhé. Rồi, vậy thì chúng ta đã biết được tốc độ dài sẽ được tính như thế nào rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết câu hỏi C2 trong sách giáo khoa như sau. Câu hỏi C2 cho chúng ta một chiếc xe đạp chuyển động đều trên một đường tròn có bán kính là 100m. Đây, đường tròn bán kính 100m. Xe chạy một vòng thì hết 2 phút. Xe chạy một vòng thì hết 2 phút. Và người ta hỏi là tính tốc độ dài của xe. Đấy, yêu cầu tính tốc độ dài của xe. Vậy thì chúng ta sẽ thấy là khi mà chiếc xe chuyển động trên cái vòng tròn ấy, khi mà nó đi hết một vòng ấy, thì quãng đường đi được của nó là gì các bạn nhỉ? Chính là cái chu vi của vòng tròn đấy, đúng không? Quãng đường đi được của xe đạp trong một vòng sẽ chính là chu vi của cái đường tròn này.
Vậy thì chúng ta có thể dễ dàng tính được delta S nó sẽ bằng là chính bằng công thức tính chu vi, đúng không? 2pi nhân r. Bán kính là 100m, vậy chúng ta sẽ lấy 2pi nhân 100 được quãng đường đi được là 200pi, đơn vị là mét. Vậy thì chúng ta bây giờ chỉ cần áp dụng đúng công thức để tính ra tốc độ dài, đó là gì nhỉ? V bằng delta S trên delta T. Đó, delta S vừa tính được là 200pi, còn delta T sẽ là bao nhiêu? Các bạn chú ý ở đây, trong đề bài xe chạy một vòng thì hết 2 phút, chúng ta đổi 2 phút về giây. 2 phút về giây, đó là lấy 2 nhân với 1 phút là 60 giây. Chúng ta sẽ thu được kết quả tốc độ dài của xe thì sẽ là 5pi trên 3, đơn vị là S tính bằng mét, T tính bằng giây. Vậy thì S, delta S trên delta T sẽ là mét trên giây. Ở đây nhiều bạn thì bảo cô là cô em không biết viết lời giải như thế nào. Vậy thì các bạn chú ý này, chúng ta sẽ lấy cái lời giải, lấy cái lời dẫn của chúng ta ngay từ trong đề bài. Ở đây đề bài yêu cầu là tính tốc độ dài của xe. Vậy thì chúng ta chỉ cần bỏ cái động từ tính đi, bỏ cái động từ tính đi, và xong cho chúng ta thêm cái từ là được, đúng không? Bỏ từ tính đi, thêm từ là, chúng ta sẽ thu được là tốc độ dài của xe là. Đó, trên đây là cô đã dạy về cái cách mà chúng ta sẽ giải bài và viết lời giải luôn. Vậy thì ở đây chúng ta đã được học về tốc độ dài rồi. Nhưng khi mà nghiên cứu về chuyển động tròn ấy, thì chúng ta còn phải quan tâm tới một cái loại, đó là tốc độ góc. Ta sẽ sang phần số 2 nhỏ, đó là tốc độ góc, chu kỳ và tần số. Trước tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu tốc độ góc là gì nhé. Ở đây khi mà một vật chuyển động trên chuyển động tròn ấy, cô đang xét một chuyển động bắt đầu từ điểm M và kết thúc tại điểm M phải. Thì khi đó vật sẽ quét được một cái góc là delta alpha. Delta alpha. Và chúng ta có thể tính được cái tốc độ góc ấy, ngay từ cái tên nó, đúng không? Tốc độ và góc. Đấy là cái sự tăng về góc, hay là cái tốc độ tăng về góc. Đó. Chúng ta có thể thấy được là nếu như tốc độ dài, chúng ta sẽ lấy delta S trên delta T. Vậy thì tốc độ góc chúng ta sẽ lấy delta alpha trên delta T là được, đúng không? Và cái thương số delta alpha trên delta T gọi là tốc độ góc. Và tốc độ góc này sẽ được ký hiệu là omega như ở đây. Về đơn vị thì các bạn chú ý này, alpha này, cái góc ở tâm của một đường tròn, là góc ở tâm đúng không, góc chắn ở tâm của đường tròn này, thì sẽ được tính bằng đơn vị là radian. Còn cái thời gian ấy thì sẽ được tính bằng giây, đúng không, tính bằng giây. Vậy thì chúng ta có delta A trên delta T, thì đơn vị tương ứng của tốc độ góc sẽ là gì nhỉ? Radian trên giây. Và viết, nếu chúng ta viết thì sẽ phải mở ngoặc là radian trên giây như ở đây các bạn nhé. Chú ý này, các bạn chú ý một điều, đó là trong chuyển động tròn đều ấy, thì cái góc delta alpha này của mình, cái góc chắn ở tâm của mình ấy, thì sẽ tăng tỷ lệ thuận với delta T, tăng tỷ lệ thuận với delta T. Vậy cho nên là gì nhỉ? Cái omega này của chúng ta thế nào? Nếu như delta A mà tỷ lệ thuận với delta T rồi, vậy thì cái tốc độ góc omega của mình phải là hằng số, đúng không? Là hằng số không đổi. Đó. Rồi, vậy là chúng ta đã cùng nhau giải quyết xong câu hỏi C3 trong sách giáo khoa rồi. Và chúng ta vừa đã nói là kim giây thì quay hết một vòng của đồng hồ này thì hết thời gian là 1 phút. Và nếu như kim giây quay hết một vòng tròn, hết 1 phút, thì người ta gọi là, người ta nói rằng là kim giây thì có chu kỳ quay là 1 phút. Tức là thế nào nhỉ? Nó có tính lặp lại, cứ 1 phút thì kim giây lại quay hết một vòng, đúng không? Vậy chu kỳ là gì? Chu kỳ được tính như thế nào? Thì chúng ta sẽ đến với phần 2 nhỏ, đó, à phần B nhỏ, đó là chu kỳ.
Ở đây thì chúng ta xét chuyển động của một vật, chuyển động tròn nhé. Xét một chuyển động tròn của vật như thế này. Và khi mà vật đi hết một vòng tròn thì sẽ hết một cái khoảng thời gian, người ta gọi là chu kỳ. Và về định nghĩa thì chu kỳ chuyển động tròn đều thì sẽ là thời gian để vật đi hết được một vòng tròn. Vậy thì chúng ta sẽ tính được chu kỳ này như thế nào? Chúng ta sẽ có ở phần trên, chúng ta đã vừa tính được là vừa thiết lập được là gì nhỉ? Omega thì bằng gì? Delta alpha chia cho delta t. Nếu như chúng ta quay hết một vòng, tức là delta alpha của chúng ta bằng bao nhiêu nhỉ? Tức là cái góc quét của chúng ta phải là 2pi đúng không? Thì tương ứng với thời gian chuyển động của nó là một chu kỳ, là một t. Đó, vậy thì ở đây chúng ta sẽ dễ dàng suy ra được công thức để mà chúng ta tính được tần số là gì nhỉ? Chúng ta tính được công thức, chúng ta tính được chu kỳ thì sẽ là t bằng 2pi trên omega, 2pi trên omega, đúng không? Và vậy thì chúng ở đây cô xét một ví dụ đối với đồng hồ nhá, đối với một cái đồng hồ. Đó, thì các bạn sẽ thấy thế nào nhỉ? Kim giây thì có chu kỳ là bao nhiêu các bạn nhỉ? Kim giây quay hết một vòng. Nếu mà chúng ta ngồi nhìn cái đồng hồ, mà nhìn đừng nhìn lâu quá nhá, kiểu người ta tưởng chúng ta làm sao, mà ngồi nhìn thôi, nhìn sơ sơ thôi, thì sẽ thấy là khi mà cái kim giây quay hết được một vòng thì là thời gian trải qua là bao lâu các bạn nhỉ? Kim giây quay hết một vòng thì hết 60 giây đúng không? Chu kỳ, cho nên người ta sẽ nói là chu kỳ của kim giây là 60 giây. Rồi, tiếp theo kim phút thì sao nhỉ? Kim phút mà quay hết một vòng thì tức là bao nhiêu phút đã trôi qua các bạn nhỉ? 60 phút đúng không? Cho nên người ta nói rằng là chu kỳ của kim phút là 60 phút. Đây là một số ví dụ để cô minh họa cho các bạn. Và vậy thì kim giờ là bao nhiêu? Nhiều bạn thấy là chu kỳ kim giây là 60 giây, chu kỳ kim phút là 60 phút. Và các bạn đấy nói với cô là chu kỳ của kim giờ là 60 giờ. Đúng không các bạn nhỉ? Không đúng đúng không? Nếu như đối với cái đồng hồ này của cô thì chu kỳ của kim giờ sẽ là bao nhiêu? Sẽ là chỉ có 12 giờ đấy các bạn nhé. 12 giờ. 12 giờ mà thôi. Đúng không? Quay hết một vòng chỉ hết 12 giờ mà thôi. Rồi, vậy thì đây là chúng ta xét cái thời gian để mà cái kim, các cái kim này quay được hết một vòng. Vậy thì nếu như mà cô xét chỉ trong một giây thôi, thì cái số phần của cái vòng mà kim giây quay được là bao nhiêu? Cô sẽ được tính thông qua phần tiếp theo, đó là phần C nhỏ, tần số. Ở đây thì trước tiên cái tần số ấy thì có định nghĩa như sau. Định nghĩa của tần số F của chuyển động tròn đều ấy thì sẽ là số vòng đi được trong một giây, hoặc là ví dụ như số phần của một vòng, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ xét một chuyển động nhé, xét một chuyển động quay mà nó quay được n vòng trong thời gian delta t, vậy thì chúng ta sẽ có thế nào nhỉ? Số vòng mà vật đi được mỗi giây là gì? Nếu mà quay được n vòng trong thời gian delta t thì số vòng xét trong một giây thì sẽ phải lấy số vòng chia cho delta t, đúng không? Giống như là chúng ta 100.000 mua được 2 cây kẹo thì một cây kẹo thì sẽ phải bao nhiêu nhỉ? Lấy 100.000 chia cho 2 cây đúng không? Vậy thì ứng với chỗ này chúng ta sẽ tính số vòng đi mỗi giây sẽ là F chính bằng N trên delta t. Nhưng mà nhắc lại một chút, ở phần trước chúng ta đã học là gì? Chu kỳ, thời gian vật đi được hết một vòng, hay còn gọi là cái chu kỳ đúng không? Thì sẽ bằng gì nhỉ? Thời gian vật đi hết một vòng thì sẽ bằng delta t chia cho n, đó. Vậy thì các bạn có nhận thấy một cái điểm đặc biệt gì giữa F và T không nhỉ? Hai giá trị F và T thì thế nào? Nó ngược nhau đúng không? Vậy thì chúng ta có thể suy ra được ngay, đó là chúng ta có thể tính được công thức về tần số, đó là F thì bằng 1 trên T, Và vậy đơn vị của F thì sẽ là gì? Đơn vị của F thì ở đây chúng ta sẽ tính đơn vị của F là vòng trên giây.
đúng không? Nhìn thấy cái tên, nhìn thấy cái định nghĩa của nó là số vòng đi trong một giây. Thế nên đơn vị thì phải là vòng trên giây rồi. Hay cái đơn vị đó có thể gọi là hertz. Và chúng ta chú ý một điều đó là một vòng trên giây thì bằng một hertz. Vòng trên giây bằng một hertz. Các bạn biết là vòng trên giây cũng được, biết là hertz cũng được. Nghĩa là bạn hiểu được là được, đúng không? Công thức liên hệ giữa tốc độ dài và tốc độ góc của chuyển động tròn đều. Của chuyển động tròn đều. Ở đây thì chúng ta xét một vật chuyển động này. Tại thời điểm đầu tiên thì vật ở vị trí mở. Và sau thời gian delta t thì vật đi đến vị trí là mờ vạch. Vị trí mờ vạch. Cái góc quét được của vật đó khi mà chuyển động đó là góc delta a. Và cái quãng đường mà vật đi được là độ dài cung tròn mờ mờ vạch hay chính là delta s. Thì ở đây chúng ta có là cái delta s này, chúng ta đã biết là độ dài cái cung tròn ấy thì sẽ bằng gì nhỉ? Chính bằng bán kính nhân với cái góc chắn ở tâm, đúng không? Góc chắn ở tâm là delta alpha, còn độ dài cung tròn là delta s đó. Vậy thì bây giờ nếu chúng ta chia cả hai vế của cái phương trình này cho delta t thì chúng ta sẽ thu được là delta s trên delta t đó bằng r nhân với delta alpha trên delta t. Vừa nãy thì chúng ta đã học là gì nhỉ? Delta s trên delta t bằng gì? Bằng tốc độ dài. Tốc độ dài đúng không? Còn delta alpha trên delta t đó là về tốc độ góc. Tốc độ góc đúng không? Cho nên chúng ta có thể suy ra được cái công thức cuối cùng. Đó là tốc độ dài thì bằng bán kính nhân với tốc độ góc. Đó. Tốc độ dài là biểu diễn về cái gì nhỉ? Về cái tốc độ mà nó đi nhanh hay chậm trên cái vòng tròn, đúng không? Còn tốc độ góc là biểu diễn về cái tốc độ quét được các góc lớn hay nhỏ. Đó, tốc độ quét các góc. Và có được cái công thức này, các bạn chú ý là công thức này rất là quan trọng. Và chúng ta sẽ dùng để giải các bài tập. Đến tận lớp 12 chúng ta vẫn có gặp lại cái công thức này trong cái phần về hạt nhân. Cho nên là các bạn chú ý là cái công thức này chúng ta phải ghi lại vào vở nhé. Phải ghi lại vào vở đấy. Và ở đây chúng ta vừa nói đến cái khái niệm là tốc độ dài. Tức là chúng ta mới tìm về cái gì thôi bạn. Nếu chúng ta lấy delta s trên delta t này thì chúng ta mới tìm được về cái độ lớn của tốc độ dài thôi. Nhưng mà cái vận tốc chuyển động của vật thì nó có phải là một vector không nhỉ? Ở các bài học trước thì chúng ta đã biết được là vận tốc là một đại lượng vector đúng không? Vừa rồi thì chúng ta đã tìm hiểu về cái tốc độ dài và tốc độ góc rồi. Về tốc độ dài ấy, thì chúng ta tính được là cái công thức tính độ lớn của cái tốc độ dài đó sẽ chính là delta s trên delta t đúng không? Delta s trên delta t. Đó thì chúng ta chỉ tìm được cái độ lớn thôi. Nhưng mà khi mà nghiên cứu về một chuyển động ở những bài trước thì chúng ta đã khẳng định là gì nhỉ? Vận tốc của vật là một đại lượng vector, là một đại lượng vector. Đó. Vậy thì trong chuyển động tròn đều cái vector vận tốc nó sẽ như thế nào? Nó có biến đổi hay không? Nó được tính bằng công thức nào? Chúng ta sẽ sang tiếp với phần 3 nhỏ. Đó là vector vận tốc trong chuyển động tròn đều. Ở đây thì cô sẽ xét một vật chuyển động này trên một cái vòng tròn, trên một cái đường tròn như trên hình vẽ đúng không? Ban đầu chúng ta sẽ xét vật đó đang ở vị trí điểm M này, đang ở vị trí điểm M trên vòng tròn. Đó, và chúng ta sẽ xét trong một khoảng thời gian rất là ngắn, rất là ngắn. Thì chúng ta sẽ dùng một cái vector delta s để biểu diễn được cả về quãng đường và cả về hướng của chuyển động. Cả về hướng của chuyển động như sau. Đó, nếu như mà chúng ta xét trong khoảng thời gian delta t rất nhỏ thì cái quãng đường đi được coi như là một đường thẳng, coi như là một đường thẳng rồi. Vậy thì cái vector delta s đó là cái vector mà biểu diễn về cả quãng đường và hướng của chuyển động ấy, thì sẽ là một cái vector mà tiếp tuyến với vòng tròn tại ngay vị trí vật chuyển động, tiếp tuyến với vòng tròn tại ngay vị trí vật chuyển động. Và cái độ lớn thì bằng cái quãng đường mà vật đi được. Đó. Vậy thì chúng ta có thể suy ra được là vector vận tốc của vật
là vector B này này thì bằng vector delta S trên cho delta T. Và chúng ta cũng biểu diễn, chúng ta cũng biểu diễn trên vòng tròn nhé. Chúng ta sẽ biểu diễn như thế nào? Các bạn chú ý này, vector V bằng vector delta S trên delta T. Delta T là hằng số thôi, cho nên chúng ta nhìn vào đây, nhìn thấy ngay là vector V sẽ phải thế nào nhỉ? Sẽ phải cùng chiều đúng không? Cùng phương, cùng chiều với vector delta S. Mà vector delta S vừa nãy cô đã nói là nó sẽ tiếp tuyến với vòng tròn tại chính cái vật chuyển động đó. Cho nên là vector vận tốc V sẽ thế nào? Sẽ được biểu diễn cũng bằng một cái đường này, có cái góc này, góc tại chính cái điểm M này nhá, góc tại điểm M đó, và có phương cũng tiếp tiến với vòng tròn tại chính cái điểm M đó, chính tại điểm M đó. Và các bạn chú ý một điều, đó là như cô đã nói đúng không, thì vector V phải luôn tiếp tuyến với quỹ đạo chuyển động tại điểm chuyển động. Còn tiếp tuyến như thế nào thì cô vừa nói vừa ở trên rồi đúng không? Ở đây thì một số bạn đã thắc mắc với cô là cô ơi, vận tốc luôn tiếp tuyến với quỹ đạo tại điểm chuyển động, vậy thì cái điểm, cái vật này nó chuyển động theo vòng tròn cơ, tức là vật nó chuyển động, quỹ đạo nó không phải là đường thẳng, vậy thì vận tốc nó luôn tiếp tuyến như thế nào? Đó, thì ở đây cô có một cái hình ảnh minh họa cho các em như sau. Vật ở đâu thì vận tốc luôn tiếp tuyến theo đúng cái đường như cô biểu diễn, đó là cái đường màu đỏ như vậy. Đó, vậy thì các bạn có thể thấy là trong cái chuyển động tròn đều ấy, mặc dù độ lớn của tốc độ thì nó luôn không đổi đúng không? Nó luôn không đổi, nó luôn đều, cái từ đều đó. Nhưng cái hướng của nó thì sao nhỉ? Cái hướng của nó thì luôn thay đổi theo thời gian đúng không? Và ở những bài học trước thì chúng ta đã được biết rằng là vận tốc, cái đại lượng để biểu diễn cái sự thay đổi, cái sự biến đổi của vận tốc đó thì được gọi là gia tốc. Vậy thì gia tốc của chuyển động tròn đều nó được tính bằng công thức như thế nào? Nó được biểu diễn ra sao? Và sẽ đến với phần tiếp theo, đó là phần ba la mã gia tốc hướng tâm. Chúng ta sẽ đến nghiên cứu phần đầu tiên, đó là hướng của vector gia tốc. Chúng ta sẽ nghiên cứu về hướng của vector gia tốc trước nhé. Ở đây thì cô đã xét một vật chuyển động tròn đều trên một cái đường tròn, mà đây cô đã phóng to ra, và cô chỉ lấy cái chuyển động của vật trên cung tròn từ M1 đến M2 thôi. Cung tròn M1 thì sẽ rất gần với M2. M1, chú ý là M1 rất gần M2 nhé. Khi mà ở M1 thì vật vector vận tốc của vật tiếp tuyến với điểm, tiếp tuyến với vòng tròn, tiếp tuyến với đường tròn tại chính cái điểm M1 đó. Cô biểu diễn bằng vector màu vàng cam, biểu diễn bằng vector màu vàng cam như hình. Và khi một vật đi đến M2 thì vector vận tốc của nó tiếp tuyến với đường tròn tại chính điểm M2, cô biểu diễn bằng vector V2. Để dễ dàng nghiên cứu về cái sự biến đổi của vận tốc thì cô sẽ, trước tiên cô sẽ làm gì nhỉ? Tịnh tiến hai vector V1, V2 lại trung gốc, V1, V2 lại trung gốc cho đã. Và sau đó thì để tìm được về gia tốc đó thì cô phải biết được cái sự thay đổi về vận tốc đúng không? Cô có cái vector delta V biểu diễn cho sự thay đổi về vận tốc đó. Thì bằng gì nhỉ? Bằng V2 đúng không? Vector delta V là sự biến thiên của vận tốc. Thì biến thiên thì sẽ luôn bằng đại lượng đó lúc sau trừ lúc trước đúng không? Thì sẽ bằng vector V2 trừ V1, V2 trừ V1 đó. Và đây cô sẽ biểu diễn vào trong hình theo quy tắc hình bình hành. Theo quy tắc hình bình hành thì vector V sẽ được biểu diễn như trên hình vẽ đúng không? Bằng cái đường màu vàng như trên hình vẽ. Và ở đây thì cô có thể tính được cái vector gia tốc. Vector gia tốc thì sẽ bằng là gia tốc, vector gia tốc A ấy, thì sẽ bằng chính cái vector biểu diễn cái sự biến thiên của vận tốc chia cho khoảng thời gian delta T. Đó. Nếu mà nhìn vào đây thì các bạn có thể thấy là vector A này thế nào nhỉ? Cũng giống như phần trên đúng không? Delta T là một hằng số, delta T là một số. Cho nên là A, vector gia tốc A và vector delta V thì sẽ thế nào nhỉ?
cùng cùng phương cùng chiều luôn, đúng không? Cùng phương cùng chiều luôn. Và người ta đã chứng minh được qua rất nhiều cái thí nghiệm ấy, thì người ta đã chứng minh được là cái vector delta v, vector sự biến thiên của tốc này này, và vector gia tốc a thì luôn luôn hướng vào cái tâm của cái đường tròn, luôn luôn hướng vào tâm của quỹ đạo, luôn hướng vào tâm của quỹ đạo đó. Cho nên chúng ta khi mà nghiên cứu vào cái vector gia tốc của chuyển động tròn đều, chúng ta sẽ có là phương của vector đó thì sẽ hướng dọc theo bán kính của quỹ đạo tròn, dọc theo bán kính của quỹ đạo tròn, thì có chiều luôn hướng vào tâm của quỹ đạo tròn. Cho nên là người ta còn gọi đây là gia tốc hướng tâm, hướng vào tâm thì gọi là gia tốc hướng tâm. Và người ta ký hiệu là AHT. Cái từ HT này chính là viết tắt của hướng tâm các bạn ạ. Nhớ kỹ phần này, hướng tâm. Hướng tâm đúng không? Vậy thì chúng ta vừa biết được cái hướng của vector gia tốc rồi. Ở trên đây thì chúng ta đã tìm hiểu về hướng của vector gia tốc rồi. Vậy thì độ lớn của vector gia tốc sẽ được tính như thế nào? Chúng ta sẽ đến với phần 2 nhỏ, đó là độ lớn của gia tốc hướng tâm. Trước tiên, để tìm độ lớn của vector gia tốc thì cô sẽ xét tam giác I, V1, V2 đồng dạng với tam giác O, M1, M2 đồng dạng với tam giác O, M1, M2. Vậy thì nếu hai tam giác này đã đồng dạng rồi, ta có thể tìm được cái tỷ lệ, đúng không? Delta V, đó, delta V. Delta V hay chính là bằng cạnh này luôn này. Cạnh này chính là delta V của chúng ta, đúng không? Bởi vì chúng ta tìm ra cái delta V theo quy tắc hình bình hành. Cho nên chúng ta sẽ có cạnh V1, V2 hay chính là bằng độ dài delta V. Chia cho V, chia cho V. Đó, chia cho V. V là gì? V là độ dài đoạn I, V1, I, V1. Đó, thì tương ứng bằng độ dài đoạn M1, M2 chia cho độ dài đoạn O, M1. Đây là cái hệ thức của cái tam giác đồng dạng thôi. Mà ở đây thì chúng ta sẽ có là cái tỷ lệ này thì xấp xỉ M1, M2 thì có vẻ xấp xỉ bằng V nhân delta T, không các bạn? Bởi vì ngay từ đầu cô đã nói là hai điểm M1, M2 thì sẽ rất gần nhau, rất gần nhau. Cho nên là ấy, cái độ dài cung tròn M1, M2 này hay chính là độ dài cung tròn M1, M2 hay chính là V nhân delta T thì sẽ coi như là một cái đường thẳng nối giữa M1, M2 chính là M1, M2 luôn, đúng không? Cho nên là chúng ta sẽ có M1, M2 xấp xỉ với V nhân delta T. Còn cái ô M1 thì chính là bán kính của cái quỹ đạo chuyển động, chính là bằng R. Nên chúng ta sẽ có, từ đây chúng ta sẽ suy ra được là delta V chia cho V thì bằng, à thì xấp xỉ với V nhân delta T trên cho R. Vậy thì chúng ta nhân cái V này lên trên này thì chúng ta có thể tính được là cái delta V thì nó sẽ bằng gì nhỉ? V bình này, đúng không? V nhân V này nhân với delta T chia cho R, nhân với delta T trên cho R. Đó, và chúng ta vừa này chúng ta có thể tính được A hướng tâm ấy, độ lớn của A hướng tâm ấy thì sẽ chính bằng là delta V trên delta T, đúng không? Độ lớn của sự biến thiên vận tốc này chính là delta V trên delta T bằng gì nhỉ? Nếu mà lấy delta V trên delta T này, chúng ta chỉ cần chia, đúng không? Chia cái delta T, delta V này, chia bớt đi delta T đi thì chúng ta sẽ thu được là A hướng tâm thì sẽ tính bằng V bình chia cho R, V bình trên cho R. Ở phần trên thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu tất cả các kiến thức trong bài chuyển động tròn đều rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một số bài tập luyện tập ở trong sách giáo khoa nhé. Bài tập từ 1 đến 7 là các bài tập về lý thuyết, thì ở đây cô sẽ không chữa nữa. Các bạn muốn làm các bài tập từ 1 đến 7 chỉ cần xem lại phần ở trên trong số video là các bạn có thể tự làm được rồi. Cô sẽ bắt đầu chữa từ bài số 8 trong sách giáo khoa. Bài số 8 trong đề bài yêu cầu như sau: chuyển động của vật nào dưới đây là chuyển động tròn đều? Thì nếu muốn xét chuyển động nào là chuyển động tròn đều, chúng ta cần phải nhớ lại về cái định nghĩa của chuyển động tròn đều.
Đó, nó phải đảm bảo đủ hai yếu tố là gì nhỉ? Thứ nhất là quỹ đạo là đường tròn, thứ hai là tốc độ phải đều đúng không? Tốc độ trong những cái quãng đường như nhau, phải như nhau. Cho nên là trong đáp án A, chuyển động của một con lắc đồng hồ có không nhỉ? Không phải là chuyển động tròn đều đúng không? Đáp án B, chuyển động của mắt xích xe đạp không thỏa mãn cái yếu tố gì nhỉ? Tốc độ trong những khoảng thời gian như nhau là như nhau đúng không? À, quãng đường đi được đúng không? Thì nó không thỏa mãn cái yếu tố là đều ở trong đây rồi. C này, chuyển động của cái đầu van xe đạp đối với người ngồi trên xe và xe chạy đều. Được chưa nhỉ? Van xe đạp ấy, nếu mà chúng ta đi xe đạp nhìn xuống cái van thì có thấy cái van nó quay tròn không? Có đúng không? Quỹ đạo của nó là một đường tròn rồi. Và đây, xe chạy đều nữa thì đáp án của chúng ta chắc chắn là C rồi. Vậy tại sao đáp án D lại không phải là đáp án đúng? Chúng ta nhìn ở đây, đáp án D cho là chuyển động của cái đầu van xe đạp đúng không? Cũng khá là giống đáp án C, nhưng ở đây người ta lại so với mặt đường cơ. So với mặt đường, vậy thì các bạn sẽ nhìn thấy như sau. Nếu như đối với người đi xe đạp ấy, thì người đi xe đạp nhìn thẳng xuống sẽ thấy chiếc van xe đạp quay tròn như thế này này. Còn đứng ở vai trò là một bạn ở bên đường ấy, thì sẽ thấy chiếc van xe đạp đi như cái hình, như cái điểm chấm ở đây này. Đó, đi lên, à đi xuống này, rồi lại đi lên, lại đi xuống, như cái quỹ đạo như trên điểm chấm này đúng không? Và chuyển động của, vì sao chuyển động của chiếc van xe đạp vẫn là chiếc van xe đạp đó, nhưng trong mắt người đi xe đạp và người bên đường lại khác nhau, thì chúng ta sẽ được học ở trong bài tiếp theo, bài số 6. Các em hãy cùng đón xem bài số 6 nhé. Tiếp tục quay lại với bài tập này. Bài này thì đáp án của chúng ta sẽ là C. Đó, cô đã giải thích vì sao rồi, đúng không? Bài tiếp theo đó là bài số 9 trong sách giáo khoa. Đề bài yêu cầu hỏi chúng ta là câu nào sau đây đúng. Vậy thì cứ câu nào mà chỉ còn có một ý sai thôi, loại vào ngay đúng không? Không chọn. Đáp án A này, tốc độ dài của chuyển động tròn đều phụ thuộc vào bán kính quỹ đạo. Đúng hay sai các bạn nhỉ? Phụ thuộc không? Tốc độ dài thì phụ thuộc không nhỉ? Tốc độ dài thì chỉ phụ thuộc vào cái độ dài cung tròn thôi, đúng không? Đáp án B, tốc độ góc của chuyển động tròn đều phụ thuộc vào bán kính quỹ đạo. Cũng không đúng không? Mặc dù chúng ta có công thức liên hệ giữa tốc độ dài và tốc độ góc thì có R đấy, nhưng mà tốc độ góc của chuyển động tròn đều ấy, thì nó tính bằng công thức gì nhỉ? Delta alpha, tức là cái góc chắn ở tâm chia cho thời gian delta t, cho nên nó không phụ thuộc vào bán kính quỹ đạo. Đáp án C, với V và omega cho trước, gia tốc hướng tâm phụ thuộc vào bán kính quỹ đạo. Đó, chúng ta vừa tìm được công thức gia tốc hướng tâm bằng gì nhỉ? A hướng tâm thì bằng gì? V bình trên R này, hay chính là bằng gì? R nhân omega bình đúng không? Cho nên chúng ta sẽ có được gia tốc hướng tâm có phụ thuộc vào bán kính quỹ đạo. Đó, vậy thì chúng ta đã có được đáp án C là đáp án chính xác rồi. Thì đáp án D là cả ba đại lượng trên không phụ thuộc vào bán kính quỹ đạo. Đó, sẽ đáp án D sai luôn đúng không? Bởi vì gia tốc hướng tâm có phụ thuộc vào bán kính quỹ đạo, cho nên chúng ta sẽ chọn đáp án là C. Bài tập tiếp theo là bài số 10. Bài số 10 yêu cầu chúng ta chỉ ra câu sai. Bài 9 vừa bảo chúng ta chọn câu đúng, bài 10 lại bảo chúng ta chọn câu sai đúng không? Nhưng mà chúng ta sẽ có thể ra được ngay thôi. Bài này rất là dễ. Chuyển động tròn đều có những đặc điểm sau. Đó, chúng ta sẽ nhớ lại về chuyển động tròn đều đúng không? Quỹ đạo tròn này là gì? Tốc độ không đổi đúng không? Tốc độ phải đều. A, quỹ đạo đường tròn, đây là một đáp án đúng. À, là một đáp án, là nội dung đúng, nhưng không phải là câu sai, cho nên chúng ta sẽ không chọn. B, vận tốc, vector vận tốc không đổi. Vector vận tốc nó có không đổi không nhỉ? Nó thế nào nhỉ? Độ lớn thì không đổi, nhưng hướng thì sao? Luôn tiếp tuyến với vật tại cái điểm chuyển động, cho nên là về hướng thì nó phải luôn biến đổi theo vòng tròn đó. Nên đáp án ở đây câu sai thì sẽ là câu B luôn, là câu B luôn. Bài tập tiếp theo của chúng ta sẽ là bài số 11 trong sách giáo khoa như sau.
đề bài cho chúng ta một chiếc quạt máy quay với tần số là 4.000 vòng trên phút, cánh quạt dài 0,8 m. Và người ta hỏi chúng ta là phải tính tốc độ dài. Tốc độ dài là cái gì các bạn nhỉ? Ký hiệu bằng gì nhỉ? Ký bằng V đúng không? Và tốc độ góc, tốc độ góc thì ký hiệu bằng gì nhỉ? Bằng omega của một điểm đầu ở cánh quạt. Trước tiên thì chúng ta sẽ tiến hành tóm tắt đề bài nhé. Tóm tắt đề bài. Cái bước tóm tắt đề bài này thì sẽ giúp các bạn là nhận ra được chúng ta sẽ sử dụng công thức nào dễ dàng hơn. Trước tiên thì đề bài cho chúng ta là tần số của cái cánh quạt này, tức là F thì sẽ bằng 400 vòng trên phút đúng không? 400 vòng trên phút. 400 vòng trên phút. Và cánh quạt thì dài 0,8 m, tức là bán kính quỹ đạo chuyển động của điểm đầu cánh quạt thì sẽ là 0,8 m. Và người ta hỏi chúng ta là tính về tốc độ dài, hay tức là V bằng hỏi chấm này, tốc độ góc bằng bao nhiêu, tức là omega bằng hỏi chấm. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau giải bài như sau. Trước tiên, ở đây các bạn chú ý một điều, đó là người ta cho cái tần số góc này, à cái tần số đây này, đơn vị là gì nhỉ? Vòng trên phút. F thì bằng 400, đơn vị là vòng trên phút đúng không? Vậy thì vừa nãy cô nhắc là F của chúng ta thì có những đơn vị gì nhỉ? Là vòng trên giây hoặc là hertz đúng không? Vòng trên giây hoặc là hertz. Vậy thì chúng ta sẽ đổi về là 400 vòng trên giây đúng không? Thì chúng ta sẽ có là mỗi 1 phút thì bằng 60 giây. Cho nên là 400 vòng trên phút thì sẽ bằng 400 này. Mỗi 1 giây thì sẽ quay được này vòng này, 400 trên 60 bằng bao nhiêu nhỉ? Trên 60. Chúng ta sẽ có thể chia được là bằng 20/3 vòng trên giây đúng không? Thì là F đã đổi về đơn vị chuẩn rồi. Nhưng mà chúng ta có gì nhỉ? Có công thức tính F bằng gì các bạn? F thì bằng 1/T. Đó. Mà T thì bằng gì? T thì bằng 2π/ω đúng không? Cho nên F sẽ bằng 1/2π. Này, chia cho omega. Chỉ cần nghịch đảo lên trên thì chúng ta sẽ thu được là F bằng omega trên 2π đó. Vậy thì để tính được tần số góc, tần số góc sẽ được tính bằng gì nhỉ? Omega sẽ bằng là 2π nhân F đúng không? Bằng, cô sẽ viết xuống dưới nhá, 2π nhân với 400. À, đổi rồi đúng không? Đổi về 20/3 đúng không? Chứ không phải là 400 nữa nhá. 20/3. Vậy thì omega của chúng ta sẽ bằng bao nhiêu nhỉ? Suy ra này. Omega sẽ bằng bao nhiêu? 2π nhân 20. 40π/3 đúng không? 40π/3. Đơn vị là radian trên giây. Radian trên giây. Và nếu mà chúng ta đã biết được tần số góc là như vậy rồi thì chúng ta có thể tính được là gì nhỉ? Tốc độ dài. Chúng ta có công thức liên hệ giữa tốc độ dài và tốc độ góc. Đó là gì nhỉ? Tốc độ dài thì V bằng R đúng không? Nhân omega. Đó. R vừa tính được là 0,8. R trong đề bài là 0,8 nhé. Omega vừa tính được là 40π/3. Đó, chúng ta chỉ cần nhân 2 cái giá trị nào này với nhau thì chúng ta sẽ có thể tính được là V thì sẽ bằng 32π/3, hay là xấp xỉ bao nhiêu nhỉ? Xấp xỉ 33,5 m/s. Đó, vậy thì chúng ta đã tính được là
tần số gấp và tốc độ dài của cái cánh quạt chuyển động này rồi. Khóa học về rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.